Rồi anh có như người ta cần sắp bông sới rồi anh sắp không? Sắp. Sắp không? À, anh đọc số điện thoại đi. 09. Anh đọc xuống luôn đi, đọc xuống đi cho bà con ta, ai cần sắp đó thì ta điện ngay anh luôn đó. 0977001337. Rồi có ai mà có cần sắp bông sới thì gặp anh tên gì? Phước. À, anh Phước ha, anh Phước này là của Tân Phú ha. Rồi anh Phước Tân Phú. Ơi, xin mến chào các bạn và mọi người nha. Hôm nay thì mình cùng xem nè. Mới giờ bật camera lên thì rớt xuống cái hố này một cái ầm nha. Thất hồng tài xế à. Nè rất là lúng ha. Ở đây là của mà xã mà Tây Phú ha. Đây là đang mà sới này là đồng ba vụ nè. Cái con máy sới bánh xích này mình cũng chưa biết này là con gì nữa, mình đi ngang lần đầu tiên mình cũng được mình thấy cái con bánh xích này luôn. Hàng này thuộc dạng độc lạ ha. Độc lạ này, độc lạ nhất nhất luôn á. Trời. Thánh thần à. Để nghe tắt luôn rồi, tắt màn hình luôn. Rồi. Dàn sới à, lúc dữ luôn rồi. Anh thằng ơi, chết rồi. Ve lại dở lên, nó dở không lên nó chào. Bị gì không biết. Con này có vấn đề. Không lên luôn. Trời ơi, nó bị kẹt ông nội. Kẹt cái gì ngay chỗ đó đó. Chỗ hồi nãy sập cái đầu xuống mới vừa vô đoạn phim là bị sập xuống. Này chắc có lẽ là nút dầu dữ lắm nha. Chạy đất cái lúng thì máy giống hợi dự. Này mình cũng chưa biết là đây là cái động cơ gì, cái máy gì nữa. Xích này thấy xích cũng bự bự à. Bự dài nè, giống như xích 95 vậy đó. Mai xế cũng khổng lồ luôn ha. Xe này thì chắc có lẽ là cái máy này cũng không có nhỏ à. Nghe cái tiếng này thì á. Sư phụ này gặp tài xế để thầm câu quá dữ, tới kiếp mà không chậu câu luôn ta. Rống dữ. Cho nó lúng dữ. Sát bà. Đây rồi. Máy chạy cà tuôn rồi tuôn ha. Này máy gài vô là hơi mệt à. Cái này lúc này quá mới để bánh xích vô lết đó nha. Thì chạy cùng với chiếc bánh xích này có cây Subuta. Cô ta giờ chạy cũng vô tới rồi, cái bên mình rồi kìa. Bây giờ vô mình cho mọi người xem sơ lược cái con xe này ha. À. Cái này là dùng để mình chặt bờ gạ cái máy bờ đó anh. Chặt vậy đó. Dạ, cái này mình chế nhà luôn hả? Dạ. Giờ cho mọi người xem luôn ha, ai có mà làm được thì làm. Cái này không có làm bán đâu. Đây là cái chảo giống như chảo máy cày vậy thôi. Mình để nè, mình hàng cái bát ngay chỗ cái ngay gần chỗ cái đầu. Ngay cái đầu mà cái dàn sới luôn ha.
rồi mình khi mà mình muốn xài á là mình để dưới này mình lòn lên là nó sẽ chạy chặt giống như cái chảo mà là chảo mấy cái chảo cài á. Bây giờ đưa lên trên đó, sẵn đây cho xem dàn sới luôn nè. Ôi mấy dàn sới này, dàn sới này mấy hai mét mấy anh? 24. Tới 24 ha. Bao nhiêu cân vậy? 84 cân. 84 cân. Ủa 24 mỗi 84 cân à? Ừ. Mấy hàng? 6 hàng. 6 hàng. Ồ. Ấy mình chạy này bốc bốn tay trăm này nó tầm nó ăn dầu công cỡ lít mấy anh? Cỡ lít rưỡi ha, cỡ tắt nhất ha. À. Tại đâu có lên số được đâu. Này chạy này cái các nước cái nhớt hả? Hai cái. Mình đóng cơ sở nào hay mình chế nhà luôn? Chế nhà. Chế nhà luôn. Anh chế luôn. Hai chạy. À, là nông dân luôn nha mọi người. Nông dân miệt vườn nè. Anh đang xã nào? Gần đây nè, ở trên Tân Phú ha. Quá hay. Rồi mình tổng chế với xe này gì là nó trọng bộ này là cỡ bao nhiêu tiền? Hiện giờ sắc mắt thì chắc cũng gắn gần 28 đến 29 vậy. Dạ. Này là mình ấy từ cái hộp số này của máy cắt hả vậy anh? Máy cắt mấy? 95 luôn ha, vậy là chừng 95. Xài chừng 95, xích 95 luôn. Cái này mình chạy bằng cái hộp số gì vậy anh? Xe đeo gì? Đeo của xe xe năng. Ờ xe năng hả? Còn số sới sao số chế hả? Chế. Mình thường thường mình chạy này mà chạy chế số sới này mà mấy số? Có 2 số ha. Sọ đôi luôn nè. Sọ đôi thì quá chắc. Lấy cái thùng dầu của máy cắt luôn ha, để nha. Dàn sới này theo như mình chạy vậy nó thấy nó trộn gà, thấy im không anh? Đi ha, nhẹ không, nhẹ máy dữ không? Chạy mình cũng không biết nữa. Tại vì chạy thấy sạch bà con của người ta thôi. Vậy đó ha, làm sao cho đất của con mình đẹp đẹp thôi ha. Rồi anh có sắp bông sắp nhà hay là đi sắp ở chỗ khác? Sắp nhà. Sắp nhà luôn ha. Rồi người ta lãnh ấy, người ta kêu anh sắp bông sới rồi anh làm không? Không có làm lắm. Tại ta đâu có tin tưởng mình đâu. Vậy đó ha. Không giờ như em quay nhìn thấy anh chạy đẹp gì rồi giờ như dàn gà nó chôn gì thì người ta thấy người ta cần mình sắp mình sao? Vậy đó. Vậy đó ha. Cái này gà này, như gà đốt gom. Ê không đốt chứ. Mà sới gì nè. Nè. Có cái thì nó cũng còn mà có cái thì nó cũng có đốt miếng nào đó. Gom gà còn nguyên rồi. Hình như này có dịch lết đè đè xuống à. Năm năm nè. Gọn như là vô sới. Cả không đốt gom mà vậy nè. Rồi anh có như người ta cần sắp bông sới rồi anh sắp không? Sắp không? Anh đọc số điện thoại đi. 09 Anh đọc xuống luôn đi, đọc xuống đi cho bà con người ta ai cần sắp thì ta điện ngay anh luôn đó. 0977 001 337. Rồi có ai mà có cần sắp bông sới thì gặp anh tên gì? Phước. Anh Phước ha, anh Phước này là của Tân Phú ha. Tân Phú. Rồi anh Phước Tân Phú. Đó, các cô chú anh chị và mọi người ai có cần sắp bông sới thì gặp là anh Phước. Số điện thoại anh cũng đọc rồi. Thì cái lần này là sới này là tắt nhất ha. Đó, mới sới qua con bạn đó mà gì nè. Này cũng đất chỗ này là lúng lầy ha cho nên nó là chạy hơi giật cục chứ thôi chứ mà nó trộn gà được đen đó. Nè gom nè. Có đốt gì đâu, đốt nham cháy chậm chậm. Dạ. Gom nó còn nằm lọc dưới nước hết. Rồi bây giờ thì ảnh sẽ lên ảnh chạy cho mọi người xem ha. Nãy giờ thì cũng trao đổi với mình rồi. Đó. Ảnh làm được hết á. Gớt làm bị gớt dàn sới. Cái này sắp bông như thế này thì
thì gọi là không có đẹp được ha, nhưng mà đáp ứng được cái chậu gạ cho mà nông dân mình á, cho chú ruộng đó vậy đó. Mọi người xem thấy thực tế ha, mình chỉ là đi ngang thôi, thấy ảnh với mình trao đổi anh làm được đó thì mình chia sẻ lên cho cái mọi người xem cái anh này ảnh xới, ảnh sắp phòng xới vậy đó, rồi ảnh chế luôn mấy xúc xích gì nè. Chạy xới đất không tốt ha, mà động cơ là Yamaha 4T100, mà trong khi đó là mang gần tới mới 2m4 bơm, mới rồi thêm là nối ra ngoài thêm đó là còn khoảng cỡ 2m5 luôn á, mà chạy như vậy đó. Bư gạo gạo ha. Thì mình thấy mang dàn xới từ 2m đến 2m2 à, hôm nay là mình gặp mang dàn xới 4T100 mà mang dàn xới 2m4 2m5. Hơi nặng cái đít ra rồi bắt hơi bật bật đầu thôi. Cái chỗ nào mà có phạm phạm qua tắt hai liền thì nè thành cháu lỏng rồi. Cái video của mình cũng trên đây kết thúc luôn. Chúc tất cả các quý vị và mọi người xem vui vẻ. Có ai gì sai sót thì cũng mọi người cảm qua cho mình nha. Ai mà yêu quý mình thì cho mình một like, đăng cái độ tương tác của kênh của mình. Trong thời gian qua mình rất cảm ơn mọi người xem video ủng hộ.